Anh sẽ hôn ha. Anh sẽ hôn ha. Hôn hả? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lý lịch. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ. Chị Cát Tường. Chào bạn. Cũng như là chào bạn chơi cùng. Em tên là Trần Quang Minh. Năm nay em 28 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của em thì em làm bên ngành hàng hải. Em là một thủy thủ của tàu biển. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhưng quê ở đâu? Dạ quê em ngoài Bắc nhưng mà em đẻ trong này. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên kế toán ạ. Xinh quá. Mình đã có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? 26 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ vâng ạ. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 2 năm ạ. 2 năm cũng không có ai luôn? Dạ vâng ạ. Rồi mấy chàng trai xung quanh bộ mù hết hay sao vậy trời? Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai hay sao? Cũng có nhiều người để ý nhưng mà em hơi khó tính một chút nên em chưa có lựa chọn được bạn trai cho mình. Khó quá, 26 tuổi rồi khó gì nữa. Bây giờ em không khó nữa. Vậy là chưa được hôn cái nào luôn? Dạ chưa. Chưa thiệt luôn? Dạ chưa. Mình bên đây ngồi cười trúng chip. Sao vậy Minh? Cười vụ gì Minh? Dạ tại vì em thấy là vụ hung thì cũng thích đó chị ơi. Chị cũng hy vọng là em có được cái nụ hôn đầu đời dành cho bạn nữ nha. Cố gắng lên nha. Minh mấy mối tình rồi? Dạ anh ơi em có một vài mối tình rồi. Vài mối tình rồi. Mối tình cái sâu sắc dài nhất dài. Là bao lâu? Dạ cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Lâu là bao lâu? Như em nhớ là 2 đến 3 năm. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Cái mùa đông đó là cái bạn đó bạn sang Canada, cái bạn cho em ghe, cái từ đó em rất là lạnh và cô đơn tới bây giờ. Tàu thủy thủ ha. Đi hết nước này nước khác ha hay sao? Dạ em không có đi nhiều nước đâu anh. Nhưng mà em cũng đi vòng vòng ở ngoài biển vậy thôi. Ừ. Vì lấy vợ rồi cứ bỏ vợ nhà mà lên tàu chơi hoài vậy đó hả? Dạ thì anh ơi em mắc cái bệnh là hơi thích làm việc. Cho nên là nhiều khi có ngày nghỉ á, thì em cũng khoái ở trên tàu không chứ không. Trời đất ơi, rồi giờ nếu mà đã hẹn bạn gái thì mình hẹn hò cái giờ nào? Thì hò trên tàu á. Dạ, ở đây thì nếu như mà em rảnh nguyên ngày thì đi nguyên ngày. Còn nếu mà rảnh ban đêm, buổi tối thì đi buổi tối hoặc ban đêm thì càng tốt. Chơi đâu? Trên tàu hả? Dạ. Không, ở thành phố anh. Chứ tàu có gì chơi anh. Bạn gái thì sao? Rồi mình giới thiệu những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình chút xíu cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em á là thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, chăm chỉ, biết chăm sóc gia đình ạ, biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em thì chắc là tại vì cái mối quan hệ của em từ khi vào đến giờ thì nó cũng không có nhiều á. Thứ hai là em cũng hơi trầm tính một chút. Với lại em cũng hơi khó tính một xíu. Nhưng mà nãy giờ em nghe ảnh nói về cái chuyện là giờ giấc rồi đi chơi hẹn hò vậy đó. Một tuần là khoảng 1-2 lần thì em có... Anh em cảm thấy như thế nào? Em đồng ý không hay là em thấy ít quá? Em nghĩ là như vậy cũng được rồi nhưng mà đừng vào các ngày thứ trong tuần ạ. Vậy là phải cuối tuần? Dạ. Đi làm thì buổi tối mình cũng rảnh mà. Rảnh nhưng mà nhiều khi anh không có rảnh thì sao mà đi khuya quá em cũng không thích ạ. Hỏi cho em dạ. Đi được tới mấy giờ? 10 giờ ạ. Ủa em đang ở với ba mẹ hả? Dạ không, em ở với em gái ạ. Ở em gái ai bắt mình 10 giờ về? Nhưng mà em cũng thích về trễ như vậy. Mình tự quy định là 10 giờ về. Dạ, đôi khi mình về mình còn chuẩn bị cho ngày mai mình đi làm nữa. Dạ. Rất kỹ tính. À, kỹ mình tính muốn vậy mới giờ mới ngồi đây nè. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì cao từ 1m7 trở lên, mập một chút cũng được ạ. Về tính tình thì điềm đạm, hiền lành, biết yêu thương gia đình, với lại là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai như thế nào không? Nếu mà mẫu người bạn trai lý tưởng thì thôi em nghĩ như bố em cũng được. Em thấy bố em là một người hiền lành, yêu thương vợ con hết mực cả. Em nghĩ như vậy là được rồi ạ. Bố em có làm thủy thủ không? Dạ không. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích ở người bạn trai đó là gia trưởng. Thứ hai là ích kỷ. Bạn trai, bạn có gia trưởng không? Theo em thấy em không có gia trưởng. Còn về cái ích kỷ thì thôi em không có ích kỷ rồi. Tại vì nếu mà em ích kỷ nữa thì thôi em sống với ai chị? Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, với em á, em muốn tìm một người cũng biết vuông vén và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Quan trọng nhất là phải hiền. Bởi vì em hiền rồi
Nếu như mà người ta giữ, người ta đè lên đầu em sợ. Trời ơi, cái gì mà đè trên đầu. Ai mà đè dữ vậy? Ai mà dám, cô ai mà dám đè. Cô hiền lắm rồi đó, nghe giọng bây giờ rất là hiền. Nhưng mà anh chỉ lo một điều, vấn đề là cái chỗ mà em đi suốt trên tàu vậy, cái thời gian dành cho gia đình, con cái như thế nào đó. Em có vạch ra một cái kế hoạch nào đó khi mà vợ em có con, có cái rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào không? Giống như vậy á, nhưng mà nếu mà vì gia đình mình á, đến một mức nào đó thì mình nên stop, mình nên ngừng lại. Chứ nếu mà còn vẫn đi thủy thủ là càng thành công lại phải càng đi xa. Dạ. Nhưng mình hiện nay ở với ai? Dạ em hiện nay đang ở với ba má. À, ba má. Với ai nữa không? Dạ với em gái. Vậy thì để vợ nhà ở chung với ba má cũng đỡ ha. Chứ mà giờ vợ mà ở mình cũng buồn lắm á. Chắc vậy thôi. Chắc vậy. Em có đề ra một cái ngoại hình hay một cái thế nào người về thế nào phụ nữ của mình không? Em thích cái đẹp mà, nên ngoại hình cứ đẹp là được rồi. Thì nếu mà mẫu thì như Ngọc Trinh á anh. Là đẹp lắm anh. Ngọc Trinh. Không, anh em không nói về tính tình, em chỉ nói ngoại hình thôi à. Không, anh. Dạ. Coi như trắng trắng như Ngọc Trinh vậy dạ, ha. Cứ như mặt bầu trắng trắng như Ngọc Trinh. Anh. Dạ. Dạ. Có Ngọc qua kìa. À chị. Ngọc Trinh mới chịu hả? Không. Sao đặt cái mẫu chỉ là mơ vậy thôi chứ. À mơ, chỉ là mơ thôi hả? À, mình có cái tật xấu gì không? Dạ là em ngáy. Mấy người ngủ chung trên tàu nói vậy hả? Giống. Dạ ai ngủ chung, người ai ngủ chung cũng nói á chị. Em có ghen không? Không, mình không có ghen chị. Không ghen. Không ghen tí. Vợ đẹp cũng không ghen luôn, mình đi suốt trên tàu dưới đây vợ ở nhà làm gì mình không ghen luôn. Không, tại vì em không sao nhưng mà em hiểu. Thí dụ như mà có cái gì đó nó một chút gì đó lừa dối thì giống như mình cũng cảm nhận được. Rồi, cặp này là theo cơ bản em thấy xứng đôi đó. Mà không biết xứng đôi không? Xứng đôi, xứng đôi. Tôi lo cái vụ đi xa thôi. Thì đơn đó giản vậy. Mình thì chững chạc rồi. Tướng cũng cao ráo, đẹp trai. Vấn đề là lo cái chuyện đi xa thôi. Nghe trên tàu không có nữ là mình cũng yên tâm phần gái nào rồi đó. Xinh quá. Anh vẫn lo cái chuyện đau đáu là chuyện đi xa đó. Em cũng lo ạ. Em có tính thế nào khi mà em có con rồi, rồi chồng em cứ đi xa miết vậy, rồi mình cách nào đâu? Thì nếu mà gia đình quan tâm mình nữa thì đấy là một cái hạnh phúc rồi anh. Đúng rồi. Dạ. Ở đây anh có ba mẹ nè, rồi có em nữa là có thể chăm sóc được. Vậy là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đúng không? Bên đàn gái cũng được, đàn trai cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Em đi với lại anh rể em, với lại cô em, với lại các bạn em ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả các khán giả chiều quay. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình để mà động viên cháu Huyền. Mà cô thấy bạn bên kia có giống ba của Huyền không? Tại vì nó là muốn tìm người là cái chuẩn giống như ba đó. Thấy là ngoại hình thì ổn, đẹp trai, cao to. Ba của Huyền thì là người rất là nhỏ, nhưng mà về bên gia đình thì ba rất là quan tâm gia đình và chờ thương con. Dạ. Rồi, hôm nay mình đi với ai Minh? Hôm nay em đi với em gái em. Em gái. Với lại một người bạn thân của em nữa. Rồi, chúng ta cho gặp em gái. Rồi, em gái đó. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ, em theo em thấy thì chị rất là dễ thương, hiền, rất là hợp với gia đình của mình. Hợp là hợp chỗ nào? À, tại vì em thấy chị rất là hiền. À, vậy rất là dễ thương. Anh trai đi hoài có thể chăm sóc chị dâu được không? Dạ được. Được. Không ăn hiếp chị nghe. Dạ không. Nói vài câu với em làm quen, nhiều khi mai mốt là hai chị em ở nhà chơi chung nhau nhiều hơn. Dạ. Với chồng á. Dạ, chào em, hôm nay thì được gặp em ở đây thì chị rất là vui. Rất mong sau chương trình này thì chị em mình có thể giao lưu và nói chuyện ở ngoài nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên để cho hai bạn gặp mặt đi ha. Quan trọng là hai bạn thôi. Nào, kéo màn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi. Chào em. Thì hôm nay anh đến đây anh thấy đầu tiên anh thấy em xinh lắm. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tâm hồn của anh rất là sảo xuyến. Dạ. Và công việc của anh là nó như thế. Thực sự ra những cái người trong ngành nghề của anh cũng đều mong muốn một cái người phụ nữ á, người ta quan tâm chăm sóc gia đình nè, nhưng mà người ta phải chấp nhận một cái giai đoạn đầu của gia đình nó hơi bị sống xa một tí xíu. Anh có thể cố gắng thu xếp trong thời gian rảnh rỗi một tuần về hai lần được. À, thì thường thường thì anh đi nhiều không ạ? Nếu một tháng à? Thường á anh đi không nhiều đâu em. Dạ, nhưng mà cái công việc của anh thì nó là nó xa, nó không ở cho thầy Sài Gòn.
Nếu về kế hoạch thì đi chơi thì em yên tâm là anh cũng cũng không có bế tắc đâu. À, có thể là đi chơi là cũng phong phú và đa dạng á em. Dạ em cảm ơn. Cho nên là mình hẹn hò thì mình đi chơi thì anh nói luôn là anh sẽ rất làm em vui. Dạ. Nên là em thấy sao tà lâm vậy? Không gì rung quá anh chị, trời ơi cái gì người đẹp như vậy. Đi chơi mà phong phú đa dạng. Ví dụ là đi đâu? Ví dụ làm gì? Cụ thể thôi. Ví dụ mình đi nói chuyện này, rồi đi dạo này, rồi đi cà phê này, đi ăn uống này, rồi đi xem phim này, đi nói rất nhiều. Đi xa vậy rồi quản lý kinh tế là ai lo, tiền bạc ai giữ? Em có hay giữ tiền không ạ? Nếu mà ai cho em giữ thì em giữ ạ. Đầu tiên là mình phải tự giác trước. À, chứ sau đó mà nếu mà thấy phát hiện ra là cũng bắt buộc luôn. Cái đấy là mệt á. Thôi, hết thời gian. Đó, bây giờ mọi người cảm nhận đây là chuyện hết sức là hệ trọng đến cuộc đời của mình. Tôi báo trước là bấm nút là chúng ta phải hôn nhau đó nha. Nụ hôn đầu đời đó nha, suy nghĩ kỹ nha. Mà nút ở đâu ạ? Tự tìm đi, tìm vợ, tự tìm nút đi. Nút tàu mà còn tìm được mà. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau và hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ không có. Vậy hôn thì thôi. Thiệt chứ sao không thiệt trời. Không có, tụi em không có hôn đâu. Thì bây giờ anh sẽ hôn ha. Anh sẽ hôn ha. Không hả? Hai tay vô chắc ha. Không. Bắt tay nha. Không, nắm tay kéo lại gần bây giờ mới dễ. Rồi như vậy đúng không? Em muốn làm gì em làm. Không, anh không được đó. Có đâu mà phải. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha.